Con trăn khổng lồ lạc vào chuồng bò. Cụ bà 92 tuổi leo rào trốn khỏi viện dưỡng lão. Này, em vẫn chưa lên xe mà. Siêu đường hầm chống lũ dưới lòng đất. NASA tắt thiết bị plasma để cứu tàu vũ trụ. Gần chục người dân tại một ngôi làng ở Ấn Độ đã cùng nhau khiêng con trăn khổng lồ dài 3,6 mét từ trong một chuồng bò để thả trở lại tự nhiên. Con trăn đá dài khoảng 3,6 mét được phát hiện nằm trong chuồng bò ở địa phương. Hàng chục người tập trung giải cứu con trăn, mỗi người khiêng một phần cơ thể của nó. Nhiều người xung quanh cũng nín thở để theo dõi quá trình giải cứu này. Sở lâm nghiệp địa phương đã cử nhân viên đến hỗ trợ đưa con trăn để thả trở lại tự nhiên. Loài trăn đá này không có nọc độc và nằm trong danh sách bảo vệ của Ấn Độ. Người xưa nói không sai, gừng càng già càng cay. Và cụ bà 92 tuổi, cao khoảng 1,6 mét, mắc bệnh Alzheimer ở Sơn Đông, Trung Quốc là minh chứng rõ nét nhất. Chỉ mất 24 giây, bà cụ đã dễ dàng vượt qua cổng rào cao 2,15 mét để ra bên ngoài. Nhìn cách mà bà trèo qua cổng, hẳn các cô gái trẻ sẽ vô cùng ghen tị vì chưa chắc họ đã nhanh nhẹn được như thế. Sau khi đoạn video được chia sẻ đã nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt xem và rất nhiều bình luận bày tỏ sự khâm phục trước độ nhanh nhẹn sức khỏe của cụ. Được biết, sau 25 phút trốn ra ngoài, bà cụ đã được đưa về trở lại an toàn. Nếu không có camera ghi lại thì thật khó mà để thuyết phục người khác về lý do mà bà cụ trốn khỏi viện dưỡng lão như thế nào. Thấy vợ lên cơn đau, anh chồng vội vàng mang hành lý ra xe để đưa vợ đi đẻ. Thế nhưng anh ta không ngờ mình đã giọt quá nhanh mà chưa xem là vợ đã lên xe xong rồi hay chưa, mà cứ thế phóng dung dúc tới bệnh viện. Người chồng cho biết khoảng 2 giờ sáng vợ anh có cơn co thắt mạnh, cảm giác sắp sinh nên gọi anh dậy. Nghe vợ kêu anh tỉnh rất nhanh, vội vàng lấy đồ đạc đã chuẩn bị sẵn cho vào xe để đưa vợ đến bệnh viện. Vợ anh đã đứng chờ sẵn, đợi chồng sắp xếp đồ đạc xong thì lên xe. Anh chồng làm mọi việc nhanh chóng rồi lao lên ghế lái, nhấn ga trong khi vợ chưa kịp lên xe. Thấy chồng đi mà quên mình, cô vợ vội hét lên: "Này, em vẫn chưa lên xe." Theo thông tin từ trang China, người chồng sau đó đã phát hiện không có vợ trên xe nên dừng lại. Anh quay về nhà vô cùng xấu hổ, dìu vợ lên xe. Dọc đường đi anh liên tục xin lỗi vợ. Dù có chút không vui, nhưng người vợ tin rằng chồng vì quá lo lắng cho mình nên mới cuống quýt như vậy. Đến bệnh viện, bác sĩ nói người vợ chưa chuyển dạ, hai vợ chồng có thể về nhà đợi thêm. Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ai cũng bật cười với hành động của anh chồng. Cộng đồng mạng đều cho rằng hành động của anh chồng có thể thông cảm được. Mưa bão ngày càng dữ dội do biến đổi khí hậu buộc nhà chức trách Nhật Bản phải tiến hành mở rộng mạng lưới đường hầm dẫn nước lũ bên dưới Tokyo. Dòng nước ồ ạt mà camera an ninh ghi hình là nước mưa trút xuống thủ đô Tokyo khi bão Sang đổ bộ vào vùng Tây Nam Nhật Bản ở cách đó 600 km. Khi đó, nhà thờ lớn và mạng lưới đường hầm rộng lớn đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ lưu vực sông ở siêu đô thị khỏi ngập lụt. Nhật Bản thường xuyên gặp phải nhiều thiên tai, từ động đất, phong trào núi lửa, mưa bão tới sạt lở đất.
Tổ hợp nhà thờ lớn có tên chính thức là kênh xả nước dưới lòng đất dùng ngoại vi siêu đô thị, mất 13 năm và tiêu tốn 1,63 tỷ đô la Mỹ để xây dựng. Từ khi hoạt động năm 2006, hệ thống đã ngăn chặn hơn 1,06 tỷ đô la Mỹ thiệt hại do ngập lụt. Tổ hợp giống như hang động có khả năng chứa lượng nước tương đương gần 100 bể bơi Olympic. Bên trong tổ hợp là 59 cột trụ khổng lồ, mỗi cột nặng 551 tấn và cao 18 mét. Khi những con sông gần đó bị tràn, nước lũ sẽ được qua 6,3 km đường hầm dưới lòng đất trước khi tập trung ở hồ chứa. Trong bão Sang, công trình thu thập đủ nước để lấp đầy gần 4 sân vận động Tokyo Dome trước khi đổ an toàn ra sông Edogawa và ra biển. Gần trung tâm Tokyo hơn, một dự án lớn khác cũng đang được nối các kênh dẫn nước tràn bờ từ sông Shirako và Kanda. Khi hoàn thành vào năm 2027, hệ thống Nga sẽ dẫn nước lũ qua 13 km dưới lòng đất ra vịnh Tokyo. Các kỹ sư NASA đã tắt một trong những thiết bị khoa học quan trọng của tàu Voyager 2 nhằm kéo dài tuổi thọ của tàu trong tình hình nguồn điện bị cạn dần. Tàu Voyager 2 phóng vào vũ trụ ngày 20 tháng 8 năm 1977 và rời khỏi hệ mặt trời vào ngày 5 tháng 11 năm 2008. Hiện nay con tàu đang ở cách trái đất 20,5 tỷ km và sử dụng 4 thiết bị khoa học để nghiên cứu không gian bên ngoài nhật quyển, bong bóng các hạt mang điện tích và từ trường bao quanh hệ mặt trời. Tính đến nay, 6 trong số 10 thiết bị ban đầu của tàu vũ trụ đã ngừng hoạt động. Hiện nay, tắt thiết bị thứ 7 là điều không thể tránh khỏi và lần này đến lượt thiết bị khoa học plasma của tàu. Thiết bị khoa học plasma bao gồm 4 cốc thu thập thông tin về lượng plasma, dòng hạt tích điện di chuyển qua tàu Voyager 2 và hướng của nó. 3 cốc có góc hướng về phía mặt trời, theo dõi hạt tích điện trong gió mặt trời khi ở trong nhật quyển. Cốc thứ 4 quay về hướng khác, quan sát plasma trong từ trường hành tinh và không gian liên sao. Thiết bị giữ vai trò chủ chốt trong phát hiện sự sụt giảm lượng hạt tích điện từ mặt trời. Chứng tỏ vỏ tàu Voyager 2 đã bay qua ranh giới giữa nhật quyển và không gian liên sao năm 2018. Các kỹ sư NASA đang theo dõi chặt chẽ nguồn điện của Voyager 2 để có thể quyết định tắt thiết bị khoa học nào tiếp theo nhằm đảm bảo tàu thăm dò liên sao có thể cung cấp dữ liệu khoa học lâu hết mức có thể.